Chết nè, rồi chết rồi, không chị dùng skill. Tôi vừa mới thấy có gì dưới này nè. Ui, hai anh vịt trời luôn, anh vịt ơi, trời ơi. Bạn cái anh vịt trời bạn của anh có anh em sinh đôi, sao hai ông dưới đây luôn nè. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Trời. Thì có nhiều bạn bảo mình là anh ơi sao lâu quá không làm cái xe đi đi, thì ok hôm nay mình sẽ làm nha. Thì trong tập trước cái sân này đây mình với anh Vịt với Timmy đã đi đào từng cục đất, đập từng cục đá đến nỗi mà Timmy bị ngáo đá luôn để có thể lắp lại được cái sân này đó. Nhưng mà tuy là nó không còn được gọn gàng đẹp như ngày xưa nữa, nhưng mà thôi kệ cũng được rồi đó. Thì nói chung thì bọn mình đã sửa lại xong rồi. Thì lần trước Timmy có giết cái tên thủ lĩnh á, tên thủ lĩnh là tên vịt trời đó, thì Timmy đã có được một cái bản đồ kho báu. Thế nên là hôm nay mình và anh Vịt và Timmy sẽ đi kiếm kho báu đó nha. Đó Timmy cái tờ giấy bản đồ đó Timmy. Đây, tôi đang cầm trên tay. Đâu. Ôi cái nỏ thần đừng bắn bậy vô à. Trời ơi chết rồi đó. Cái đó cái nỏ thần mà trên tờ giấy gì? Đâu. À ok đây tờ giấy đúng không? Rồi ok, bây giờ tờ giấy này là tờ giấy dẫn đi đứng đến cái bản đồ kho báu anh em. Thì bây giờ Timmy sẽ dẫn mình với anh Vịt đi kiếm kho báu nha. Và lần này bọn mình sẽ kiếm kho báu để cho nó hấp dẫn hơn. Bọn mình sẽ không sử dụng đến nỏ thần hay là sử dụng đến dây leo gì cả. Chúng ta chỉ sử dụng cái cây kiếm này thôi. Chỉ sử dụng cái kiếm thần. Và theo đó là mình sẽ tặng cho mỗi người cái gì vậy anh Vịt? Anh Vịt! Giấy! Cho anh cái chân gà nè. Mọi người lấy cái chân gà để ăn sáng. Ê, buồn quá. Ok, thôi đi nè, đi kiếm kho báu nè, ngủ gì. Đi nhanh, đi Timmy dẫn đường đi. Rồi, ok, đi. Rồi, đây. Rồi, Timmy, đến đây, chỗ nào vậy, sao mà lâu vậy? Đây nè. Ê, coi trường phong ơi, bà không biết đâu bản đồ đâu. Ôi, cái gì kìa. Ủa, mấy con gà xinh vậy? Mấy con gà con đẹp vậy, giống anh Vịt cái gì. Ủa gì vậy? Ôi sao tôi liên mà Timmy bị cháy? Ủa sao Timmy chết rồi? Ủa gì kìa? Ủa con gà con dễ thương không anh? Á! Con gà con đánh em! Rồi xong. Ôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Đây. Ôi mấy con gà con nó lại gì mà xấu mạnh vậy? Ủa nó cắn chết mà Timmy mấy lần nữa. Chết nó. Ôi! Ôi mạnh vậy mọi người dùng skill đi. Chết đi. Ủa mấy con gà nó bay chậm quá à. Chết chậm mấy con gà luôn rồi thôi. Tôi bỏ chạy đi. Ủa trời ơi, còn có mấy con quái bự nữa kìa. Mấy con gà con nó mạnh vậy. Timmy chạy đi. Để tôi với anh Vịt tính cho. Trời. Chém nó lên trời đi anh. Bay lên trời nè. Đâu. Hai quái vật đá với Timmy đi. Ui sao mấy con này mạnh vậy. Một con nhỏ thôi em còn đánh không lại anh. Nó mạnh chứ khủng khiếp luôn. Phong nó cắn nó còn biết mình đốt cháy mình nữa chứ. Đúng rồi anh, nó còn biết đốt mình cháy nữa. Ôi cháy tới rồi. Mấy con gà con vô văn quá. Tụi mày chết tao. Cứu tôi, nó giấy tôi nè. Tôi còn chưa cứu được tôi nữa nè. Ủa mà sao mấy con gà con nhìn nó dễ thương mà sao nó ghê vậy ta. Lại thêm một loài quái nữa rồi. Ui anh Vịt. Trời xong rồi. Ủa ở đâu gà con đi anh trời quá chị. Anh Vịt bên kia có cái đầu lâu kìa anh Vịt. Hình như là có gì bên đó. Phải từ từ mình phải giết hết đám gà này cái đã. Bay lên trời hết đi mấy con gà. Ôi em nói thật cái mình mà không em mà không thực hiện thử thách của các bạn là không sử dụng nỏ thần hay là dây leo, chứ mình cầm cái nỏ thần mình bắn là chết hết luôn. Đúng rồi, bây giờ cầm nỏ thần bắn. Ơi còn hai con bên đây mình qua mình giết luôn. Ui là con kìa. Bay lên trời đi. Rồi em cho nó bay lên trời luôn rồi. Tim ơi, sao mà đánh tôi bay lên trời luôn vậy? Ông mà đánh đâu chứ đâu tôi đâu. Gà con. Đánh hai phát liên tục rồi. Gà con. Gà con nè. Này thì gà con đáng yêu. Ui nó đập kìa. Gà con đáng yêu hả? Con khoái vật. Quái vật đã. Thôi chết rồi. Con đá này nó cũng trâu bình thường. Ôi trời ơi, con gà. Ôi hai con nè. Ôi mà cái lửa nó cháy đâu anh ơi. Cái lửa nó cháy em mất máu liên tục luôn á. Đừng xuống nước đánh là mình không bị cháy. Bay lên trời đi con. Được, có hai con gà này, hai con gà này. Hai con gà này tuổi gì? Chết đi. Gì nó? Ơi có con gà màu hồng nữa kìa anh. Đây. Đúng rồi, con gà màu hồng kìa. Ôi đây. Ok, để giết con người đá cái đã. Con quỷ người đá này nó trâu vậy. Con quỷ đá từ ngoài nó không đánh với ông vậy. Đây. Ai biết, chắc tại anh thấy mặt Timmy thấy ghét quá. Đây. Coi bản đồ xem đi hướng nào tiếp.
Coi coi bản đồ coi. Không không, hình hình như em thấy có cái đầu lâu bên đây nè, hình như là đúng đường bên đây rồi anh ơi. Không, tới đây là hết rồi, tới chỉ tới đây à. Ôi bông bông bông, nhìn kìa. Lại là hai con gà con nữa. Cút. Mấy gà con đáng ghét này đánh sao anh ơi. Ok cho đi luôn đi. Trời ơi, không phải hai con đâu, bốn con lại. Bốn, ôi nó phân thân rồi, thế sao vậy? Ai biết không? Chết đi. Chết. Chết. Ôi mà sao khó khó. Ôi trời ơi, sao nó cắn một phát là em chết, cắn phát là em chết anh ơi, mấy con này khỏe vậy? Cắn phát là em chết rồi. Bà Timmy bà ít ít kinh nghiệm mà đừng để nó cắn là. Ôi trời. Ô, chết em bay trời hoài. Tôi bị đánh như con rẻ rồi nè. Đi đi đi, tất nhiên. Bên này có mấy con hung thủ nè. Ờ, coi coi giết xong rồi, giết xong rồi, đi đi đi. Nó biết mấy con gà này còn biết bơi dưới nước nên mới ghê chứ. Ok, bên kia đi, đi. Ê, coi lại xem bản đồ kho báu hay là bản đồ đi chết đây. Ờ, cái này cái bản đồ kho báu hay là cái bản đồ để mình đi mình tự sát vậy mày. Sao đâu con biết lặn đi. Con gà còn biết lặn nữa, ghê thật. Ôi trời, từ từ. Ôi mấy con công thủ của anh ơi. Con bắn xuyên bản nước không? Ôi nó bắn Timmy kìa, nó bắn Timmy kìa. Từ từ, mọi người đánh lạc hướng đi, để em leo lên. Ô hay quá Bịch ơi, anh bay rồi hết Bịch. Bay lên, đánh mặt rồi cái con lại nhìn. À trời ơi, đánh em. Đánh nó. À tụi mày chết rồi. À ôi cảm ơn nha. Lên đây mọi người, lên đây. Ui. Vô mọi người, vô. Đang ngồi khỏe. Trời ơi, em chết hoài luôn á. May mà em có nhiều kinh nghiệm. Chết đi. Bây giờ anh chết phải đến mấy chục mạng rồi không? Em cũng vậy hả? Tôi còn có 4 mạng nữa mấy ông. Timmy cẩn thận đánh. Coi chân chết giờ. Rồi để em lên em coi. Đi. Quá giật đá đâu còn nhiều lắm anh ơi. Em nghĩ chúng ta sẽ giết mấy con cung thủ trước đi anh. Ôi rồi. Ở cung thủ đến đâu vậy? Timmy mà chém lên ngoài. Tôi xin lỗi là em đi lại về phía tôi chứ không. Hai con đang yên nè, trời ơi. Lên. Mỗi người một con anh. Chặt á, chém á. Nó đang để ý bằng Timmy, kệ đi anh. Mình cứ đập nó đi. Ui, thêm hai con lính cướp biển nữa. Cướp biển đây. Chết nữa rồi. Em nghĩ chắc này là cái kho báu của bọn cướp biển anh. Cho nên là bọn nó lính cướp biển đông quá trời luôn. Cái bà Timmy đây. Em lên xuống hố nãy giờ gì bà Timmy không bố quăng em xuống hố mà. Trời ơi. Người đá trâu vậy. Ôi còn mấy thằng lính cướp biển thì tao giết mày toàn luôn. Timmy đừng có đánh nó. Tôi có đánh nó đâu, tôi nãy giờ hết đánh rồi. Bà chém nó lên trời hoài. Trời ơi. Này, chết đi. Ôi trời, lính cướp biển nó cũng quýnh đâu vậy? Mấy cái mấy con người. Ok mấy con này đông quá đâu quá. Chết tụi mày đi. Ui có mấy con trên đầu ở trên nóc kìa anh. The hell làm sniper hả? Đúng rồi, làm sniper lên chém anh. Anh Vịt đã sử dụng dây leo rồi hả cậy? Anh Vịt không sử dụng, mình không sử dụng là được, tại vì mình là người thực hiện thử thách thôi. Còn anh Vịt thì ảnh có quyền sử dụng nha mọi người. Ok, xuống đây anh, xuống đây. Ow, trời hết đường cái bảo. Ôi, trong đây còn đông nữa. Được, tôi chém từ đây đi anh, chém từ đây đi. Chết nè. Chém đây, chơi bớt đi, đông quá. Giờ mình vào, giờ sao mình vào được? Giờ sao mình vào được? Đập. Không, mình đánh bớt hết đi từ. Hay từ mình cứ đập bằng tay đi. Anh Vịt đập cái bên dưới đi, em đập cái trên cho mọi người mình vô. Ok. Úp bản đồ đi đâu nó cũng không để nữa. Ghê quá. Búp một cái. Ôi nó quýnh anh Vịt, cái chân nó quýnh Vịt. À mày quá. Anh Vịt vừa đập xong luôn. Mày dám quýnh Vịt. Mày dám phá bằng tao hả? Ui. Ở dưới đây hình như là có con gà con nè, rồi có thêm mấy con giả nhân. Hình như có chó sói nữa mà hồi nãy Timmy bà giết cái con chó sói rồi, tội nghiệp mấy con chó sói quá. Mấy con chó sói yếu à? À đúng rồi. Chết luôn mấy con giả nhân nè. Ủa quá, ít ít kinh nghiệm luôn. Cái kinh nghiệm này em nghĩ là chắc là chừa cho bà Timmy để bà ăn đi anh. Ok đập đi. Ok. Giờ chúng ta sẽ đập để chúng ta chui vào nha. Đập nhanh. Trời ơi, lâu quá. Cái này đập chắc lâu lắm nha. Anh Vịt đang đập cái trên hả? Ừ. Ok anh. Bà Timmy làm ơn bà đứng im hộ tôi cái. Đã không tôi có cúp rồi. Tôi cũng đang đập nè. Đập game gì à? À đập chơi vui vui vậy đó. Vui quá. Bây giờ đập xong cái bà Timmy bà chạy vô bà hốt hết đống kinh nghiệm đó nha. Được cái để cho tôi anh Vịt mà bước vào là mình lỡ mà kinh nghiệm nó hút vô người bọn tôi nữa là bà không còn kinh nghiệm nữa. Bước rồi con gà nó mổ chết bà. Kệ bả đi anh. Vô đi Timmy. Vô đi Timmy. Con gà kìa. Thì vô lượm kinh nghiệm đi, kệ nó, mình còn kinh nghiệm nữa mà.
nó chết rồi. Bà nhảy xuống mình lụm đi, nhảy xuống lụm 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 liên tục. Còn giả nhân cho giả nhân đánh mã. Giả nhân chết rồi. Bao nhiêu cấp rồi? Được 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp. Đấy đủ sai á. Em nghĩ là chỗ này chúng ta đào đào đá chúng ta đi vô cho nhanh, chứ đào bằng cái gầm sắt đâu lâu lắm. Anh đào cục bên dưới, em đào cục bên trên, đào đá nhanh hơn á. Ok. Bị bắt khua qua là bắn vô cái đầu mình. Đúng rồi. Được. Ôi, còn cung thủ mày chết mày tao. À! Dạ. Nó giết em ơi. Cung thủ. Đấy. Cung thủ hả? Vô vô vô. Cung thủ quá trời đây. Chạy. Rồi xong đây bà nội không bảo thì bà nội đi chết đi. Ủa cái này cái đúng là bà nội không bảo vậy tên Bi. Bà đâu rồi? Tôi đi Bi rồi. Tôi đang ở một nơi rất xa luôn. Mà ở túi bên kia kìa anh. Từ. Bây giờ mình nhảy xuống hồ nha. Nhảy xuống hồ anh ơi. Ôi cá thịt người quá trời luôn. À cá thịt người quá trời luôn. Chết em ơi, chết em ơi. Ôi trời em chết chắc rồi anh ơi. Rồi xong. Chết nè. Trời ơi cá thịt người quá trời anh ơi. Cá nhiều quá. Ôi dùng skill đi anh. Ở đây cá thịt người nhiều quá. Mình chém không hết đâu. Dùng skill anh ơi. Dùng skill đi. Được rồi cứ dùng skill chúng em được rồi. Anh không chúng em rồi vậy. Anh có biết là anh hất em lên trời xong đầu mấy con cung thủ ở trên nó lại bắn em tiếp không? Trời xong. Mấy con cung thủ chắc giờ mình giết mấy con cung thủ trước anh, giết mấy con cung thủ trước mình. Ủa anh. Chẻ đầu nó đi. Lên trời hết nè mấy con cung thủ. Xuống sâu đánh cho mấy con cung thủ xuống sâu mày. Ui con cừu. Con cừu mà lặn dưới nước luôn ghê thật. Đây đúng là cái vùng đất chết rồi. Dưới nước kia phóng người ta. Gà dưới nước. Cái này đúng là vùng đất chết thật rồi, tùm lum những cái thứ hư cấu hả trưởng. Lên trời hết đi mấy con cá mất dậy. Chết nè. Cá nè. Tao làm thịt hết, tao nấu canh chua hết trời. Ủa Phong em ăn được con này luôn, anh nhìn em không ăn nổi luôn á. Lên trời đi nè. Kinh nghiệm quá trời luôn anh ơi. Tí nữa mình về mình lụm hết nóng kinh nghiệm này. Mình lụm thêm mấy ngôi sao đúng rồi, nữa đúng rồi. À cái con cung thủ trên này dám bắn tao. Bắn đi rồi chết chắc. Mấy con cá này đi theo đàn á. Đúng rồi anh, mấy con cá đi theo đàn không? Phong không biết cái con cá. Ôi ôi. Nó có cái đèn này Phong này, đèn ở đầu rồi nhưng mà nó cái mồm nó trông như con cá hổ á. Đúng rồi anh. Ôi cái con gà đó bị mất máu kìa anh, con gà bị mất máu dưới nước kìa. Mày. Con gà nó bị chết đuối sao? À đúng rồi anh. Nó bơi không nổi luôn. Tội nghiệp con gà vậy. Phong ơi cẩn thận, con trừ đến là mình bơi không nổi, Phong hết oxy rồi. Ôi con gà chết sát tao ra. Ôi giời em giết nó rồi. Em có biết là tôi đang chống chọi với 1001 con cá không? Bà đang ở đâu? Tôi không thấy bà. À tôi thấy bà nè, đi. Phong nãy hôm nay đánh nguyên bầy cá nè. Từ nãy giờ tôi với anh vịt giết quá trời luôn á. Chết nè, rồi chết rồi. Không chỉ dùng skill. Tôi vừa mới thấy có gì dưới này nè. Ui! Hai anh vịt trời luôn anh vịt ơi trời. Bạn cái anh vịt trời bạn của anh có anh em sinh đôi sao hai ông dưới đây luôn nè. Sao mình cứ bị con gì nó bắn ta? Đằng sau lưng anh kìa. Đâu? Chết đi mấy con cá. Rồi chết rồi. Hay từ bây giờ không? Bây giờ mình giết cũng gần hết rồi. Giờ mình vào đi anh, mình vào đi. Phải từ bây giờ mình anh nghĩ là. Ôi lại là anh vịt trời. Ủa sao ổng đông vậy? Chẳng lẽ là ổng biết phân thân sao? Cái gì cái chuyện gì? Cái chuyện gì bí ẩn quá vậy? Đừng dùng skill đó anh ơi. Đánh thường đi. Dùng skill đâu? Tìm mi nè, đừng dùng skill nữa đâu rồi. Ổng đâu rồi? Ui ổng bơi luôn kìa. À với ổng ổng bơi ghê không? Tập trung đặt ổng. Nhanh lên nha mọi người, nhanh lên. Tập trung okay, chém ổng. Coi chừng mấy con cá sau lưng cá đó. Mọi người đừng dùng skill nữa, dùng skill chúng ta hại lẫn nhau không à. Ông đánh tôi. Con cá nè. Chết. Ủa bị chết rồi hả? Chết rồi. Thôi mình đi tiếp, mình đi tiếp. Hình như em thấy là còn một ông trong này nữa nè. Ủa coi chừng ông đánh mình á. Bây giờ em leo nè, em đập cái cục gỗ cái anh em mình nhào vô nha. Mọi người đâu rồi? Ở trong này, sao Phong sao ông lại có hai người? Em không biết đâu, hình như là có cái chuyện gì bí ẩn ấy. Tại sao ông vịt trời, mình đã giết một ông rồi còn hai ông trong này nữa là ba ông luôn. Ui kinh vãi, chém ổng anh. Này hai mình nghe ghép. Ôi anh em mà ông đánh cái gói ông đừng ừ. À. ông lấy cái chân ông lấy cái chân ông chà vô mặt mình cái mình chết. Phong ơi ông biết ông đánh một phát hết bao nhiêu máu? Nhiều anh. 95 máu. Thôi mệt quá. Ủa có gì đây vậy? Kho báu gì rồi? Ô! Đâu kho báu đâu? Quá trời kho báu luôn, đúng rồi mẹ. Kho báu anh ơi, quá trời kho báu luôn. Nè.
Kim cương rồi ngọc lục bảo rồi sắt từ tùm lum luôn nè. Lấy mọi người lấy. Lượm đi. Trời sắp xếp nè, bấm mọi người bấm vô cái chữ sắp xếp, mọi người lượm cho nhanh. Quá trời luôn. Tao hồi về đem về nhà chúng ta sẽ trang trí cái đầu rồng anh em ơi. Ủa có tờ giấy vậy nè anh, có tờ giấy vậy nè. Ủa Timmy cái tờ giấy vậy Timmy, đưa tôi. Cái tờ giấy vậy tôi mới lượm được cái tờ giấy gì vậy? Đưa tôi. Không, tôi đọc cho mọi người nhìn thấy nữa, để mọi người xem đọc theo tôi, hiểu không? Ok, để mình xem coi. Wow, nhật ký thuyền trưởng. Ồ, ghê nha, nghe cái tên ngầu nha. Nghe nhật ký thuyền trưởng là thấy ngầu rồi đó. Đây, từ mình sẽ làm cho nó xịt vào một chút để cho các bạn dễ dàng thấy hơn nha. Rồi, ok, nhật ký thuyền trưởng. Ta là thuyền trưởng của một con tàu này đã gần 15 năm. Chưa bao giờ ta làm hại tới anh em của ta, nhưng hiện tại ta đã tìm thấy được một báu vật cực kỳ quý giá, nên liệu ta có nên chia sẻ cho anh em hay không, hay là ta sẽ chiếm đoạt nó cho riêng mình? Không, ta là một thuyền trưởng nên báu vật này phải là của ta. Ta sẽ đưa nó cho tên thủ lĩnh bộ tộc ăn thịt người gần đây để hắn giữ nó. Wow, báu vật hả? À, vậy là em biết tại sao con thuyền này bị đóng rồi. Thì ra là cái ông thuyền trưởng này ổng kiếm được một cái loại báu vật gì đó. Ông ấy tự phá thuyền mình luôn á. Đúng rồi anh, hình như là ổng kiếm được một cái loại báu vật gì đó mà ổng không muốn chia cho anh em của ổng, cho nên là ổng đã giết ổng đã giết hết tất cả anh em của ổng, và ngay cả con thuyền này ổng cũng cho chìm xuống luôn. Đó, và ổng đã giữ cái món báu vật đó. Thì em nghĩ là có lẽ là cái món báu vật đó sẽ liên quan cái chuyện là tại sao anh vịt trời lại có thể có ba người là anh vịt trời lận. À, ủa mà anh hình như là anh là bạn thân của anh vịt trời đúng không? Đấy, chị nghe anh vịt trời là anh em anh luôn á, nhưng mà ông ấy nói chung là ngày trước ông ấy không như vậy đâu à, thời gian gần đây không hiểu vì sao ông ấy tự trở nên hung dữ vậy á. Có khi nào anh vịt trời chính là thuyền trưởng mà trong tờ giấy này nhắc tới ông ta, hay là cái món báu vật đó đã làm cho anh biến thành ba người và trở nên ác độc hơn vậy? Chắc là có lẽ là trong tập tới mình và anh Mr. Vịt và Timmy, các bạn fan đoán xem đi, các bạn xem đoán xem là anh đúng rồi chính là thuyền trưởng hay là anh ấy là người bị hại ta. Đúng rồi, các bạn nghĩ là anh vịt trời có nghĩa là anh vịt trời là thuyền trưởng, hay là cái người đã bị dính cái lời nguyền nào đó mà trở nên hung hăng ác độc hả? Hãy để lại comment cho mình biết nha. Và có lẽ là trong tập sau mình và anh Mr. Vịt và Timmy sẽ bắt đầu đi qua thử cái bộ tộc ăn thịt người đó, để coi cái bên đó có cái gì nó ghê gớm mà đến nỗi mà phải giao cái món báu vật đó cho tên thủ lĩnh luôn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh của anh Mr. Vịt với lại Timmy để subscribe ủng hộ cho hai người bạn của mình, và cũng như là bộ ba bá đạo của mình nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye.